gặp một bạn khách hàng rất là dễ thương, bạn ấy lấy đồ mà còn tặng mình bao nhiêu là trái cây như thế này nè, vui ơi là vui. Và bây giờ là mình sẽ làm một cái đế để đựng quả bưởi kia. Thực sự là mình không có biết nick của bạn ở trên TikTok. Nếu mà bạn có xem được clip này thì comment cho mình biết nha. Vì đây là lọc của bạn ấy tặng mình nè. Mình sẽ viết một cái chữ lọc. Mình vẽ thì nó cũng không được đẹp lắm đâu, nhưng mà thôi cứ viết đại đi ha. Mình viết một cái chữ lọc như thế này. Và sau đó mình sẽ cắt ra. Và mình sẽ dán vào một cái miếng mút xốp kim tuyến. Mà lưu ý khi dán á, mình can mấy cái chữ này thì mình phải can ngược lại nha. Chứ không chút xíu nữa mình cắt ra là các chữ nó sẽ bị ngược đó. Đó, bây giờ mình scan hết lại nè và mình cắt. Khi mà mình cắt ra thì nó sẽ thành chữ như thế này nè. Đó, nhìn rất là dễ thương ha. Và bây giờ mình sẽ dán vào quả bưởi như thế này. Sau khi dán xong á, mình sẽ đặt nó lên cái đế này và để sang một bên á. Đây là hoa mai giả và mọi thứ có sẵn. Và bây giờ mình sẽ làm một cành mai giả như thế này. Với cách này thì các bạn có thể áp dụng để trang trí quả dưa hấu hoặc là quả bưởi gì tùy ha. Mình sẽ làm hai cái để hai bên cũng được, đó là tùy các bạn thôi. Sau khi có cành này xong rồi nè, mình sẽ gắn vào đây. Để cho cành hoa nó ôm được trọn vào quả bưởi á, thì mình cần phải gắn ở bên này này. Đó, mình sẽ cố định ở hai bên cành, hai bên quả bưởi như thế này. Vậy là xong thành phẩm rồi đó. Chúc các bạn thành công nhé.